Chúng con được ơn xin của Chúa chia sẻ cho mọi người. Dạ, tôi kính chào cô bác và thưa chú. Cô bác và thưa chú rồi đó, chú nào đấy cũng biết. Con đứng biết mọi người lần đầu tiên con run quá, không biết nói gì. Bây giờ tôi hỏi anh đứng đây anh run, và lần đầu tiên anh gặp cô ấy anh cũng run, cái run nào là cái run ghê hơn? Gặp cô ấy lần đầu tiên hai người yêu nhau, gặp cô ấy anh run, tại vì anh đứng trước mặt cùng đoàn anh run, cái run nào anh run hơn? Dạ, chắc cái run này á. Chắc cái run này. Thế khi mà người ta yêu nhau, cái run ấy nó khác, phải không? Nó run và nó khoái. Gọi là run khoái. Còn cái này là run và run sạp. Nếu run là run rẩy. Còn này là run khoái, tại vì gần người mình yêu mà cũng run, nhưng mà nó sướng lắm. Tôi không có biết, nói đại vậy thôi chứ còn. Anh chắc anh kinh nghiệm. Anh, tôi nói vậy có đúng không đã? Dạ đúng rồi. Rồi, vậy thì bây giờ anh chia sẻ cho mọi người, cho anh được cái gì của Chúa cho mọi người. Dạ thưa cha là cô bác anh chị, con được rất là nhiều ơn Chúa trong cuộc đời của con. Con xin kể ba cái ơn Chúa mà lớn nhất trong cuộc đời của con là ơn thứ nhất. Dạ. Thứ nhất là thưa cha, lúc mà con còn nhỏ khoảng 1 tuổi rưỡi mới chập chững biết đi á. Rồi, một ơn hallelujah. Ơn 1 tuổi rưỡi rồi ơn kế tiếp. Không, rồi 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 kế tiếp, tại vì nó dài lắm. Ơn thứ nhất rồi ơn thứ hai. Dạ, ơn thứ hai là lúc đó con khoảng 4-5 tuổi được một cái ơn cực kỳ. 4-5 tuổi nữa hallelujah. Rồi ơn thứ ba. Dạ, cái ơn thứ ba của con là lúc đó con mới nhất là lúc đó con 18 tuổi à. Dạ. 18 tuổi rồi sao? Ơn như thế nào? Dạ, cái ơn đó là con được, con xin kể cái ơn trước đầu tiên trước. 18 tuổi thôi. Không, hai cái ơn kia lớn hơn lắm chà. 18 tuổi thôi. Dạ. Lúc 18 tuổi là cái bước ngoặt trong cuộc đời của con á là... ngày mà con thi đại học á, dạ, thì con sẽ trước những cái ngày con thi đại học thì con được con nằm mơ gặp Chúa, Chúa con thấy Chúa ôm con vào lòng và nói con sợ là rớt đại học lắm, cho nên Chúa ôm con vào lòng, nhỏ con học rất là dở, dạ, nhưng mà cái bước ngoặt của con là từ năm lớp 9 á. Thật nhỏ con học còn là đứng, còn là đội lớp ở dưới lên không à. Khiêm tốn thôi. Rồi, bây giờ, đó là cái ơn mà anh ấy vận động vào đại học. Mà còn ơn thứ tư mà ơn lớn hơn cả, mà anh không biết, mà tôi biết, mọi người thấy, anh có biết ơn lớn hơn cả là ơn gì không? Ơn thứ tư, anh không kể, anh không nói gì mà, đó là cái ơn lớn, anh biết ơn nào không? Chú ban cho con một người vợ. Chú ban cho con một người vợ. Hallelujah. Rồi anh tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu làm gì? Dạ con là Nguyễn Ngọc Tuấn. Năm nay con được 40 tuổi. Dạ con ở bên, con làm nghề kiến trúc sư ạ. Con ở bên giáo xứ Đông Quang quận 12 ạ. Rồi giáo xứ Đông Quang quận 12 kiến trúc sư. Còn con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu làm gì? Con là Trương Thị Bích Hợp ạ, à. Con 32 tuổi ạ. À. Con cũng là kiến trúc sư ở giáo xứ Đông Quang. À, hai người là cùng kiến trúc sư. Rồi làm sao mà chúng con biết giáo điểm tin mừng mà chúng con đến đây để cầu nguyện và hôm nay đây được mời lên đây để chia sẻ làm chứng cho mọi người. Dạ con được chị hai của con giới thiệu ạ. Khi con sinh bé thứ hai thì bé hơi khó ạ. À. Bé cứ khóc quấy, khó nuôi, cho nên chị giới thiệu là tới đây cầu nguyện. À, cầu xin làm chứng báo của Chúa để nâng đỡ giúp bé ạ. Con ước nguyện con đã hoàn thành. Con nghĩ ước nguyện đã là hoàn thành thì bé cũng đã mạnh khỏe ạ. Hallelujah. Thưa anh chị em, một người, hai người đều là kiến trúc sư, những người trí thức. Người ta bảo rằng lòng thương yêu Chúa là bình dân, là mê tín, là tình cảm. Thưa đây, những con người trí thức đây, những con người không phải là bình dân, không phải là tình cảm, mà con người có lý luận đàng hoàng. Một người mà nhớ lại từ lúc mình 1 tuổi được ơn như thế nào,
3 tuổi rưỡi, 4 tuổi là cơn như thế nào, 18 tuổi là cơn như thế nào. Thưa anh chị em, đấy mới thực sự là người yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn. Còn chỉ khi nào bây giờ mình được ơn thì mình nhớ, mình tạ ơn Chúa. Còn chuyện mà ngày xưa đôi ta chung non, đôi ta chung đường, quên hết chuyện ngày xưa, chẳng nhớ gì ân huệ Chúa ban. Mà bây giờ anh nhớ lại từ lúc 1 tuổi, 3 tuổi rưỡi, 4 tuổi, 18 tuổi. Và cái ơn lớn nhất là hai người quen nhau lúc bao nhiêu tuổi? Dạ 35 tuổi ạ. 35 tuổi mới quen nhau, rồi quen nhau mấy năm thì cưới nhau? Dạ tụi con quen nhau 4 năm mới cưới ạ. 4 năm mới cưới và cưới nhau mấy năm thì có con? Dạ 2 năm sau tụi con mới có con. 2 năm sau có con rồi có được mấy đứa con? Dạ 2 đứa rồi ạ. Có phải sướng không? Phải hạnh phúc không thưa anh chị em? Hallelujah! Có phải xứng đôi vừa lứa không? Quá tuyệt vời. Mà nếu không có ơn huệ của Chúa, làm sao mà hai bạn ấy có thể đứng lên đây mà chia sẻ với chúng ta được. Cha gửi tặng cho chúng con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây gửi tặng cho con cái tầm chuỗi con đeo cho chồng con. Ngày mà con xỏ nhẫn, con nói như thế nào thì con xỏ. Và tầm chuỗi con nói như vậy, nhớ không? Dạ. Xỏ cho nó chứ người mình cầm cầm. Quên. Dạ. Dạ. Em nhận anh làm chồng và em hứa từ nay sẽ chung thủy và cùng anh vượt qua mọi sóng gió của cuộc đời. Rồi. Cho tặng cho anh cái móc khóa lòng Chúa thương xót để Chúa móc chúng con lại trong tình yêu của Chúa nha. Rồi, chúng con về chỗ. Hallelujah.